chơi gì tại quận vui Hồ Tràm đầu năm. The Grand Hồ Tràm đa dạng hình thức giải trí trong năm 2024 với chuỗi đại tiệc New Year Countdown, điểm đến của Miss Global, sàn diễn thời trang Vin Chăm Chu. Chuỗi đại tiệc New Year Countdown. Quận vui luôn khai thác trọn vẹn cơ sở vật chất của khu phức hợp để tạo trải nghiệm liền mạch cho du khách. Với định vị thương hiệu mới, điều này tiếp tục được nâng cấp nhằm đưa mọi cung bậc cảm xúc của du khách vượt tầm kỳ vọng. Trong đó có loạt sự kiện New Year Countdown. Mở màn cho chuỗi hoạt động là buổi dạ tiệc cho 300 khách đặc biệt. Trong không gian ballroom rộng hơn 1.200m2 của The Grand Hồ Tràm, gala dinner với chủ đề Winter Festival trở nên đáng nhớ hơn trong lòng du khách nhờ những màn trình diễn công phu, kết hợp hiệu ứng âm thanh và thị giác mới lạ. Tiếp theo, những giai điệu sôi động từ sảnh chính và Fuel Sport Bar vào đêm cuối cùng của năm 2023 sẽ dẫn du khách đến nhiều trải nghiệm sang trọng và độc đáo. Tại đây, bạn được chiêm ngưỡng các màn biểu diễn đặc sắc, thực đơn dành riêng cho mùa lễ hội được sáng tạo bởi các đầu bếp 5 sao. Năng lượng về khuya càng bùng nổ khi Rosie Night Club liên tục có những màn khuấy động không khí bằng âm nhạc, ánh sáng, trình diễn vũ đạo. Tất cả tạo nên bầu không khí lý tưởng để đón thời khắc chuyển giao năm mới, mở ra nhiều hy vọng, niềm tin và thành tựu cho mỗi du khách đến The Grand Hồ Tràm. Điểm đến đầu tiên của Miss Global 2023. Không chỉ có các hoạt động giải trí đặc sắc đầu năm, The Grand Hồ Tràm còn thu hút nhiều sự kiện quốc tế khác. Từ ngày 3 đến 6 tháng 1, gần 80 người đẹp của cuộc thi Hoa hậu toàn cầu Miss Global 2023 cùng nhau thả dáng bên hồ bơi hướng biển và dành thời gian luyện tập, thể hiện bản thân trong không gian The Grand Hồ Tràm. Quận vui khi được chọn mặt gửi vàng cho sự kiện đánh dấu chặng đường 10 năm của cuộc thi. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức, nên The Grand Hồ Tràm góp phần gây ấn tượng trước bạn bè quốc tế với loạt dịch vụ cùng cơ sở vật chất đạt chuẩn thế giới. Nơi trình diễn bộ sưu tập Dream Come True. Trải nghiệm vui của Miss Global 2023 tại The Grand Hồ Tràm thêm phần đáng nhớ với chương trình biểu diễn thời trang Dream Come True đến từ nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn vào đêm ngày 5 tháng 1 vừa qua. Diễn ra tại khu vực đài phun nước theo phong cách cổ điển Bắc Âu, với phần sân khấu chính được kết hợp bậc thang sẵn có của resort, sàn diễn mang đậm chất thời trang hốt khu chờ. Từng nếp gấp tinh tế, độ rũ vải nhẹ nhàng đều được tôn vinh trong không gian kiến trúc thời thượng và hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, bên cạnh vẻ đẹp của 80 nhan sắc Miss Global. Giải đấu quyền Anh WBO Asia Pacific Fightmania. WBO Asia Pacific Fightmania diễn ra vào ngày 27 tháng 1 sắp tới, quy tụ 12 võ sĩ hàng đầu châu Á. Cuộc đấu được kỳ vọng mang đến nhiều kịch tính, đưa du khách đi trọn mọi cung bậc cảm xúc với môn thể thao này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.